Thưa quý vị, giá bán lẻ điện bình quân đã chính thức được điều chỉnh tăng 3% từ ngày 4 tháng 5. Việc điện tăng giá những ngày qua vẫn đang thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận. Vì trong bối cảnh khó khăn như hiện nay, thì điều lo ngại hơn cả là tình trạng té nước theo mưa, đẩy các chi phí liên quan tăng theo sẽ khiến cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân bị xáo trộn. Trong khi đó, Sở Tài chính vừa có tờ trình gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về phương án điều chỉnh giá nước sinh hoạt trên địa bàn. Theo sở này, việc tăng giá nước sạch sinh hoạt theo lộ trình cơ bản không tác động đến đời sống và khả năng chi tiêu của người dân. Thế nhưng, giá điện tăng, giá nước cũng tăng sẽ là nỗi lo lớn đối với nhiều người dân thủ đô. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, VTC đã có cuộc trao đổi với chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong. Cảm ơn chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong đã nhận lời mời tham gia chương trình của VTC. Được biết là ngày 4 tháng 5 năm 2023 thì điện chính thức tăng giá 3%. Ngoài việc tăng giá điện thì Hà Nội cũng dự kiến là sẽ tăng giá nước vào 6 tháng cuối năm 2023. Vậy thì việc tăng giá điện, giá nước thì có phải là một cái tác động kép đối với người dân của thủ đô hay không ạ? Trước hết chúng ta phải thấy rằng ngành điện lỗ do tăng giá thì cũng cần phải có một sự minh bạch hơn. Bởi vì ngành điện hiện nay toàn tính trên cơ sở giá bình quân sản xuất mà không tính tới cái cụ thể là họ phải mua với cái cơ cấu như thế nào và giá ra sao. Chúng ta thấy rằng trong cơ cấu giá thì có những giá nó có lên có xuống chứ không phải là chỉ có lên một chiều như giá điện. Ví dụ xăng dầu, khí đốt cũng đều có lên có xuống. Còn than thì có thể là lên, nhưng mà chúng ta thấy nghịch lý ở chỗ là ngành than lại có những nơi vẫn cứ sản xuất và xuất khẩu với giá rẻ, có nơi thì cứ mua và mua vào với giá cao. Và thậm chí là năm nay thì xuất rẻ, năm sau lại mua ở giá cao. Như vậy là hạch toán của ngành than với ngành điện là không có. Nó thiếu đi cái lợi ích tổng thể quốc gia. Vì thế nó tạo ra những cái gọi là thiệt thòi, chi phí cơ hội mà để ngành điện phải gánh chịu hoặc là người dân tiêu dùng điện phải gánh chịu. Còn đối với ngành nước thì chúng ta thấy rằng là cái chi phí cho ngành nước tăng lên ít hơn. Rõ ràng là nước ngầm thì nó không có sự tăng giá. Phải chăng cùng lắm chỉ là những cái hóa chất hay là một số những chi phí về tiền lương, và cái điều này cần phải được giải trình cũng như là kiểm toán minh bạch để đảm bảo là không có cái chuyện mà cứ kêu ca tăng giá một cách vô tội vạ và vì thế lạm dụng cái việc tăng giá một cách nó không chính đáng. Đối với người dân thì tất cả các cái dịch vụ thiết yếu bao gồm điện, nước, giao thông, vận tải và các cái dịch vụ khác như học hành, y tế đó mà tăng lên thì đều trực tiếp ảnh hưởng đến đời sống của họ. Trong bối cảnh hiện nay là việc làm thì và thu nhập đều bị thu hẹp trong bối cảnh khó khăn chung của thế giới cũng như của trong nước. Thứ hai nữa là nếu các cái hoạt động mà tăng giá các dịch vụ xã hội này mà không được kiểm soát và điều chỉnh đó, theo chỉ đạo của chính phủ thì chắc chắn nó sẽ tạo ra một cái sức ép tăng giá lạm phát của năm nay và nó mâu thuẫn với cái mục tiêu kiểm soát lạm phát mà chúng ta đặt ra từ đầu năm. Và cho đến nay thì trong cái một chúng ta thấy rằng là sức ép của lạm phát đã sát tới cái khung trần của năm rồi. Và nếu các dịch vụ khác cộng lại tạo ra sức ép tăng lên thì chắc chắn là cái mục tiêu đó sẽ không đạt được. Và cái thứ ba nữa là nó ảnh hưởng trực tiếp tới an sinh xã hội, tới cái yêu cầu về phục hồi và phát triển kinh tế sau Covid. Vì thế ở đây rõ ràng là cái việc kiểm soát lợi ích ngành gắn với cái việc mà tăng cạnh tranh thị trường là rất cần thiết. Mà hiện nay rõ ràng cả ngành điện, cả ngành nước đều rất thiếu sự cạnh tranh thị trường. Vậy theo ông, người dân thủ đô sẽ phải gánh trên vai những chi phí nào? Đây là một câu hỏi không dễ trả lời, bởi vì một là một người dân, nhất là dân nó lại có nhiều giai tầng, nhiều ngành nghề lĩnh vực. Còn nếu hiểu người dân theo nghĩa tức là chịu các cái dịch vụ mà họ phải bỏ tiền cho đời sống thiết yếu thì rõ ràng là các dịch vụ này ngày tăng lên. Bao gồm là chi phí về điện tăng lên chúng ta đã thấy, chi phí về tiền nước sắp tăng, rồi chi phí khám chữa bệnh cũng tăng, chi phí giao thông vận tải chắc chắn là tới đây cũng sẽ bị tăng. Rồi chưa kể những cái dịch vụ liên quan tới nhà ở, liên quan tới đổ rác, vệ sinh môi trường, tất cả đều tăng. Và rõ ràng cái nặng này khiến cho người dân ở thủ đô đó ngày càng chịu nhiều áp lực. Và nó sẽ tạo ra một cái sự suy giảm chất lượng tăng trưởng, chất lượng sống của người dân. EVN thì vẫn cho rằng việc tăng giá điện 3% vẫn gây ra rất nhiều những khó khăn. Vậy thì theo ông, nhà nước, cơ quan quản lý thì cần có những cái giải pháp như thế nào để tháo gỡ? Trước hết chúng ta phải chia sẻ thông cảm là EVN họ là cái người sản xuất điện, phân phối điện và chịu trách nhiệm về an ninh an toàn điện. Do đó là họ luôn luôn là muốn có một cái nguồn vốn để mà duy trì những cái hoạt động này, đặc biệt là để họ chủ động cái nguồn cung theo cái hướng là tự họ tạo ra nhiều. Và do đó nó đảm bảo được cái yêu cầu. Thứ hai nữa là họ đang hoạt động trong một cái cơ chế không có cạnh tranh. Do đó là họ chỉ cần đơn giản là chi phí đầu vào tăng bao nhiêu họ hạch toán và họ đề nghị tăng bấy nhiêu theo.
và giữ yên ổn tất cả các mặt khác, thì đó là để cho họ nhàn. Nhưng mà với tư cách là trách nhiệm xã hội thì không nên như thế và không được phép như vậy. Như đã nói đó, để cho ngành điện giải quyết một cách căn cơ, không nặng về vấn đề tăng giá điện, thì trước hết là việc tăng giá điện đó phải đảm bảo tính minh bạch, tính hợp pháp, hợp lý, và nó giảm thiểu cái tình trạng tăng giá điện do quản lý kém, do lợi ích nhóm hoặc do tham nhũng, cũng như là do những cái lợi dụng để mà có những cái bù lại những cái khoản lỗ khác mà hoạt động của ngành EVN mang lại. Với tinh thần đấy thì rõ ràng là chúng ta cần phải đẩy mạnh hơn nữa cái sơ đồ điện 8 theo hướng là nhanh hơn, hoàn thiện hơn, và nó tăng cái chất thị trường cho hoạt động của sản điện. Và ngành điện cần phải thu hẹp sản xuất để tập trung vào đảm bảo những cái nguồn năng lượng cơ bản, nguồn điện cơ bản đó, cộng với nặng về vấn đề về phân phối, và đặc biệt là tăng đầu tư truyền tải, tránh được các cái nghịch lý hiện nay, đó là giá điện thì tăng trong, và ngành điện thì kêu thiếu điện, trong khi điện xã hội hóa thì không bán được. Và đặc biệt là lý do bán không bán được thì đơn giản chỉ là do ngành điện không có cái hệ thống kết nối hạ tầng, đều rất vô lý là như vậy. Và như vậy thì rõ ràng là cần phải có một cái sự điều chỉnh theo hướng mạnh mẽ hơn nữa, theo hướng tức là khuyến khích mua bán trực tiếp điện giữa sản xuất và tiêu dùng, đồng thời là tăng tự do hóa hoạt động của ngành điện và tăng thanh tra kiểm tra để đảm bảo là hoạt động của ngành điện không vì lợi ích độc quyền, không vì gọi là lợi ích nhóm ngành của mình. Dạ vâng, một lần nữa xin cảm ơn ông.